thiếu hụt chip bán dẫn và các nguyên vật liệu đầu vào khiến nhiều công ty công nghệ sản xuất ô tô phải cắt giảm mục tiêu sản lượng doanh thu trong năm nay. Trong một tuyên bố mới đây, thì Giám đốc điều hành Apple Tim Cook cho rằng công ty không miễn nhiễm với các thách thức từ chuỗi cung ứng và thừa nhận rằng mảng sản xuất iPad gặp nhiều khó khăn trong quý 1. Lucas Maestri, giám đốc tài chính của Apple cho biết, công ty cần vượt qua nhiều thách thức trong quý 2 khi tình trạng đứt gãy nguồn cung do cuộc dịch COVID-19 còn tiếp diễn. Dự báo doanh thu của Apple có thể giảm từ 4 đến 8 tỷ đô la Mỹ vì khủng hoảng trên. Thậm chí, giám đốc điều hành Nokia, Pekka Lumak còn cho rằng công ty sẽ phát triển nhanh hơn nếu các vấn đề về chuỗi cung ứng không xuất hiện. Ông nói, khi nói về chip bán dẫn, chúng ta nhìn thấy tình hình đã được cải thiện, nhưng vấn đề đảm bảo nguồn cung vẫn rất khó khăn. Chúng tôi hy vọng mọi thứ sẽ tốt hơn vào cuối năm nay. Các công ty ô tô thường sử dụng chip kém tiên tiến hơn, tiếp tục cảm thấy tác động của cuộc khủng hoảng chip đang diễn ra. Tình trạng thiếu hụt chip toàn cầu đã tàn phá ngành công nghiệp ô tô vào năm 2021, khi nhiều công ty ô tô phải vật lộn để tìm những con chip mà họ cần để cung cấp cho các tính năng như kiểm soát hành trình và cảm biến đỗ xe. Giám đốc điều hành Ramler Ola chia sẻ với CNBC rằng tình trạng thiếu nguồn cung liên tục, đặc biệt liên quan đến chất bán dẫn, là một trong ba thách thức chính trong môi trường kinh doanh hiện tại. Ông Kalenius lưu ý, đợt phong tỏa mới vì dịch COVID-19 ở Trung Quốc, một trong những thị trường lớn nhất của Ramler, có thể ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Khi xem xét chuỗi cung ứng chip của Nokia, ông Lundmark cũng cho rằng việc phong tỏa hiện tại ở Trung Quốc đang làm tăng thêm sự không chắc chắn trong thời gian ngắn hạn. Giám đốc điều hành Volvo Cars nói công ty hiện không có đủ một chip cụ thể. Volvo sẽ bị ảnh hưởng bởi vấn đề này trong quý 2 năm 2022, nhưng cho biết công ty đã có nguồn cung đảm bảo giúp ích trong nửa cuối năm nay.